Sáng ngủ dậy là đã 30 Tết rồi, vậy là đã bước sang cái Tết thứ tư con xa nhà. Ở Nhật bây giờ lạnh lắm, Tết con không về được ăn Tết cùng gia đình. Từ khi có em bé thì cái Tết bây giờ đối với con nó rất quan trọng. Không khí cùng gia đình nói cười cười, xum vầy vui vẻ bên nhau là đủ vui. Nhưng chỉ đành lên Facebook ngắm không khí Tết của mọi người. Xa nhà rồi mới thấy thấm câu nói: nhớ cái hương vị Tết quê nhà, mùi của những chiếc bánh tét, mùi của mứt mẹ làm, mùi của hành, của kiệu, ngâm ăn trong các bữa cơm. Những hương vị đơn giản gắn liền với con biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ký ức. Một năm chỉ có một lần được bên ba mẹ cùng gia đình đón giao thừa, vậy mà năm này lại đến năm khác con lại không về được. Con hứa năm sau con sẽ về cùng gia đình. Xa gia đình khiến con trưởng thành mạnh mẽ, nhưng sao con vẫn thấy cô đơn quá. Nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cảnh cùng mẹ đi chợ, cùng cha mình con gà nấu cháo. Nhớ lúc giao thừa, lúc nào thì ba cũng xỉn. Nhớ ngày cuối năm làm trang sức đồ cho mẹ đi chợ Tết, mệt nhưng mà vui lắm, con nhớ lắm. Tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa, nhớ tiếng lũ trẻ con chơi đùa râm ran chạy từ nhà này đến nhà khác. Nhớ phong bì đỏ chót, nhớ những lần đi chùa cầu may cùng mẹ, nhớ cảm giác sắp đón giao thừa, chỉ có mình và mẹ thức để đón giao thừa thôi. Mẹ thì cặm cụi quét nhà, còn mình ở trong nhà thì cắn hộp dưa, muốn được mặc áo đẹp, muốn được mẹ lì xì. Bây giờ có cảm giác đó thật là hạnh phúc biết bao.